Rồi hello, xin chào anh em nha, xin chào anh em trở lại với kênh ha. Rồi em thanh lý cho anh em mấy cái này ha. Rồi có một cây súng nè, cây này thì cái này thiếu cái bình đó. Thiếu cái bình nha anh em, về anh em mình xài 150.000 nha. Cái phun sơn này 150. Rồi mấy cây kẹp 150 nữa nè, 4, 6, 7 cây nha, 7 cây 150 nữa. Rồi anh em mua liên hệ em ha, chuyển khoản đủ bao ship luôn. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em nha anh em. Đó, súng phun sơn nè, máy kèn ha, máy lỗ ta, 4 lỗ nha. Còn cái này 1, 2, 3, 7 cây 150 ngàn anh em ha. Rồi anh em mua liên hệ em.